Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị và các bạn một mẫu xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Toyota Innova bản G xịn, sản xuất năm 2010. Một chiếc xe màu bạc rất là bắt mắt, nội ngoại thất hoàn hảo, sử dụng máy xăng 2.0, hộp số sàn 6 cấp. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, kết hợp phanh ABS trên hai bánh trước và phanh tăng chống đằng sau, cực kỳ an toàn, đi lại thì thuận tiện. Và một chiếc xe đăng ký đến 8 chỗ ngồi, chở gia đình thì thật là thuận tiện. Và với giá chỉ có 310 triệu đồng thì đây là một lựa chọn xứng tầm cho những mẫu xe mà chở gia đình đến 8 người, những gia đình đông đúc, máy thì chất, gầm bệ chắc và nội thất thì đẹp. À, ngoại quan chiếc xe thì khá là ổn với khung của Toyota những năm 2010, form dáng thì thể thao cũng khá là bắt mắt. Vâng, bên ngoại thất một vòng thì mọi người có thể nhìn là chiếc xe cũng tương đối khá là form dáng, cũng rất là đẹp, đặc biệt là cái phần mặt nạ phía trước logo Toyota nổi bật luôn. Vâng, sử dụng đèn halogen cực kỳ là sáng. Một con này thì có chế thêm cả đèn gầm ở phía dưới rồi, nên là rất là ok khi mà mình đi trong đường tối thì bật những cái đèn này lên thì cực kỳ sáng láng luôn, đi thì cực kỳ là yên tâm. Vâng, màu đèn thì vẫn còn khá là mới luôn. Một chiếc xe 8 chỗ ngồi thì đây là một mẫu xe đáng được mọi người phải quan tâm và chú ý. Vâng, sử dụng lốp Briton trên cả 4 bánh. Đấy, mọi người có thể nhìn vành 15 inch. Một chiếc xe có tỷ lệ lốp lên 65 nên là chiếc xe đi thì rất là đầm chắc. Vâng, đấy. Lốp thì vẫn còn khá là mới. Vâng, đi lại thì thuận tiện luôn. Vâng, bầu đèn, bầu gương của chiếc xe thì mọi người có thể nhìn là gương thì rất là to, khả năng quan sát khi lùi thì cực kỳ dễ dàng, thuận tiện cho những ai mà không gian nhỏ hẹp, mình đi những cái địa hình thì thoải mái luôn. Vâng, con này thì có là tự động cảnh báo xe đấy của hãng luôn, một chiếc xe sản xuất tại Việt Nam. Vâng, đầu tiên thì em có thể nói đến phần cánh phụ thì mọi người có thể nhìn thấy là phần keo chỉ của xe thì cũng zin. Vâng, đấy, cao su gioăng cao su vẫn còn chưa có dấu hiệu lão hóa và vẫn còn nguyên bản thôi quý vị nhé. Đấy, gioăng cao su vẫn còn khá là đẹp luôn. Vâng, khả năng chống nước thì rất là tốt. Phần bản lề của chiếc xe thì rất là ok. Đấy, phần tappy sạch sẽ luôn quý vị ạ. Và riêng phần tappy thì cực kỳ sạch sẽ. Đấy, mọi người có thể nhìn không gian tappy rất là sạch sẽ, cửa đóng mở thì êm khít luôn. Đấy, đóng mở êm khít cực kỳ. Và chiếc xe thì khá là ok. Nội thất bên trong, nội thất ghế da trần nỉ vẫn còn được khá là mới. Trần nỉ thì mọi người có thể nhìn là được bọc ni lông rồi, rất là tiện lợi luôn. Đấy, không gian trần nỉ được bọc ni lông rất là sạch sẽ, điều hòa 3 vị trí luôn. Và với một chiếc xe như thế này giá thành quá là ok rồi. Con này thì có cả màn hình DVD, dẫn ấy tí nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người, kết hợp cam lùi, có thể là mình gắn thêm cam hành trình nữa. Cột keo chỉ thì mọi người có thể nhìn, riêng phần đây thì đinh ốc hàn vẫn còn đẹp luôn. Đấy, những cái này thì bọn em đi mua xe thì phải rất cẩn thận, thế nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng của những chiếc xe. Cột keo chỉ bọn em sẽ phải kiểm tra rất là kỹ càng. Vâng, còn đặc biệt là phần phía dưới các cái đinh bản lề. Đấy, mọi người có thể nhìn là bản lề thì cũng khá là tương đối là ok. Đấy, con này thì sơn zin nhá quý vị nhá, không có sơn lại đâu. Vâng. Nội thất ghế da còn tương đối khoảng 8 điểm rưỡi ạ. Vâng, kính thì vẫn còn nguyên logo của hãng ạ. Vâng, đấy mọi người nhìn. Tiếp theo là phần cánh bên này thì gioăng cao su vẫn còn rất là ok. Đấy, gioăng cao su vẫn còn khá là ok. Và keo chỉ thì zin cho quý vị các bạn. Vâng, những cái phần mép của keo chỉ thì nó hơi nhầy, không vấn đề gì cả, vì đương nhiên là mình đi lại thì không ấy. Thế còn phần tappy, mọi người thấy chỉ nhìn tappy cũng khá là ok, không có dấu hiệu khoan đục luôn. Đấy mọi người nhìn nhá, không có dấu hiệu khoan đục.
bẩn một tí thôi, hơi bẩn một tí thôi, nhưng không sao. Cái này khi mà mọi người mua xe về thì bọn em sẽ dọn dẹp cho nó sạch sẽ đẹp đẽ cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm. Vâng, không gian ghế da đằng sau thì cũng tương đối khá là rộng rãi, phù hợp với gia đình đông người, mình có thể là đi lại thì thuận tiện luôn. Và điều hòa ngay trên đầu rồi, thổi gió vào thì rất là mát. Vâng. Đấy, mọi người có thể nhìn cửa đóng thì cực kỳ là êm khít nhá. Vâng. Một chiếc Toyota Innova bản G đã, đây camera hành trình lùi đây. Đấy, mọi người nhìn ạ. Vâng. Sử dụng máy xăng 2.0, động cơ thì cực kỳ khỏe, đi thì cực kỳ thuận tiện. Vâng. Ở không gian đằng sau nhìn lên, mọi người có thể nhìn đó. Không gian đằng sau rất là rộng rãi luôn. Đấy. Rất là rộng rãi. Điều hòa 3 vị trí. Vâng. Đấy. Phía đằng sau còn một khoảng không gian nữa thì tha hồ mà để đồ. Cái này ông kia ông vừa đi về để hơi đồ hơi bẩn tí, nhưng mà không sao, tí nữa em dọn lại. Vâng. Đấy, còn đâu thì mọi người có thể nhìn ốc ác thì vẫn còn đẹp luôn. Vâng. Riêng cái phần lắp cánh sau, keo chỉ cũng khá là ok cho mọi người. Keo chỉ đẹp luôn. Ốc áp thì không phải nghĩ. Đấy. Và đặc biệt là lốp sơ cua thì ở phía dưới này nhá quý vị nhá. Lốp sơ cua khá là mới luôn. Đấy. Mọi người có thể nhìn lốp thì ok. Vâng. Cửa đóng thì cực kỳ là êm khít luôn. Và bây giờ thì em đi tiếp lên cánh tiếp theo. À đây, lốp ở đằng sau. Lốp đằng sau cũng tương tự, sử dụng vành 15 inch, một chiếc xe lốp Britain, đi thì cực kỳ là êm chắc. Và con bánh đằng sau thì sử dụng phanh tăng trống, dòng này Innova thì con nào cũng thế ạ. Cua lốp thì khá là mới luôn, cua lốp mà còn dùng vẫn còn rất là ok. Với cái giá thành chỉ hơn 300 triệu đồng một chút thôi thì là chiếc xe này là một lựa chọn xứng tầm. Mọi người mua về thì đi lại gia đình thì quá là thuận tiện, gia đình 8 người. Đấy. Phần tapi ở trên thì cũng rất là mới. Vâng, kính cúp xòe, gương kính chỉnh rất là nhẹ nhàng luôn. Con này thì ắc quy vẫn còn khá là mới nên là mọi người yên tâm. Thì điện đóm này không phải nghĩ. Vâng, đấy. Zin luôn. Vâng. Tapi sạch sẽ luôn và keo chỉ cho mọi người. Đấy. Cột kèo thì đây, mọi người có thể nhìn phần cột kèo đây. Đấy. Và không gian đằng sau cũng rất là rộng rãi. Đấy. Không gian cho những người ngồi sau cũng khá là rộng rãi luôn. Cửa đóng thì cực kỳ là êm khít ạ. Đặc biệt là cánh lái. Cánh lái thì phần tapi cũng rất là sạch sẽ. Đó. Mọi người có thể nhìn phần tapi sạch sẽ luôn. Đó. Các cái phím bấm thì cũng đã theo thời gian rồi, nhưng không sao. Mình có thể là dùng thoải mái luôn. Nút nước các thứ vẫn còn rất là ok. Đó. Cũng như cánh kia cũng thế. Và cửa kính đóng mở thì cũng khá là êm. Và hệ thống loa chép thì ở ngay cột luôn. Đấy. Và bản lề đây, mọi người nhìn này, bản lề và vẫn còn khá là mới luôn. Và em đóng hết luôn rồi này. Đấy. Gioăng cao su thì cũng chưa có dấu hiệu lão hóa, có đoạn hơi bị rách tí nhưng không sao, mình có thể là chỉnh sửa được. Và đấy, keo chỉ thì zin cho mọi người, thì riêng keo chỉ cánh này ạ. Và đấy, kính còn nguyên logo của hãng nhá, nó còn keo chỉ đây. Đoạn này thì bung ra một tí rồi, nhưng mà đấy, keo chỉ zin nó thế đấy ạ. Và đấy, nhưng không sao, mình đi thoải mái luôn. Vâng. Chiếc xe cũng nói chung là con này thì em đánh giá cũng chỉ khoảng 90% thôi, nhưng không sợ, mình đi rất là ok là được rồi. Và đây giới thiệu mọi người thì ghế điều chỉnh nhá,
rồi còn các cái phần ví dụ như là đèn đóm đây. Đấy. Điều chỉnh công tắc này luôn. Đấy. Công tắc bật đèn đây. Thế còn vào nội thất bên trong thì em sẽ ngồi luôn lên đây để cho mọi người xem nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, đầu tiên là em phải cả đến cái tay vô lăng. Tay vô lăng nguyên zin của hãng Toyota, logo nổi bật luôn. Và đây là phần túi khí. Còi, đấy, bấm vẫn còn rất là ok. Thế còn còi bấm rất là nhẹ nhàng luôn. Riêng về phần bảng hiển thị đồng hồ thì tất cả các cái hiển thị của nó rất là rõ ràng. Cho thấy rằng là con xe đã đi được 15 vạn này. Mức xăng rồi mức báo đồng hồ nhiệt độ. Tay nắm vô lăng thì sử dụng phần bọc nên là vẫn còn khá là mới luôn. Vâng. Và tay vô lăng thì quay rất là nhẹ nhàng luôn. Vâng. Còn các cái phím chức năng ở cụm điều khiển đèn đây thì cũng khá là ok. Vặn đèn vẫn sáng rất đấy, mọi người nhìn nào, đèn sáng này. Đấy. Đấy. Rất là xi nhan đầy đủ luôn. Xi nhan rất đầy đủ. Các cái phím bấm thì ok. Còn đây là cụm điều chỉnh đèn. Nào. Em lấy nét đi ạ. Vâng, điều chỉnh đèn sáng ở trên bảng đồng hồ hiển thị luôn. Vâng. Và cái cụm nút chỉnh gương này vẫn còn rất là ok. Cảnh báo xe này, đây là cảnh báo khóa xe ạ. Vâng. Những cái chức năng cơ bản của chiếc xe thì cũng vẫn còn hoạt động tốt đấy. Em chỉnh luôn cái đấy, em để hơi hơi về cái nó hơi bụi đấy. Kính rửa các thứ là vẫn còn chức năng hoạt động bình thường đấy. Con này gạt nhiều tốc độ lắm quý vị ạ. Và gạt theo thời gian luôn. Đấy. Thế còn tiếp theo là đến cái phần đầu đĩa. Màn hình DVD kết hợp cam lùi. Thì đây mọi người có thể nhìn màn hình DVD. Em bấm thì có rất nhiều cái chức năng tùy chọn. Ví dụ như là đây, radio, nhạc, video đây, đấy, rất nhiều chức năng luôn. Kết hợp cả Bluetooth điện thoại luôn. Cái này thì những ai nghiên cứu thì mọi người về nghiên cứu sâu hơn một tí. Vâng, còn đây là nút điều chỉnh lấy gió, đóng mở điều hòa, nhiệt độ. Còn đây, dàn lạnh. Phím, các cái phím nút điều chỉnh vẫn còn rất là ok, tương đối khá là mới ạ. Vâng. Và đặc biệt là nút xoay kính sau đây, ở dưới này. Em mở luôn cam lùi cho mọi người nhé. Đó, cam lùi ra. Vẫn còn hoạt động rất là ok, camera rất là rõ ràng. Đấy. Con này thì cảm nhận khi mà gạt cần số ấy thì là cần số thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Tay nắm cần số tương đối khá là mới và da bọc vẫn còn đẹp. Đấy. Con này côn số vàng ngọt ngào luôn và rất là nhẹ nhàng, phanh tay đây. Đấy. Con này thì có cả túi khí cho người lái cũng như người ngồi bên cạnh. Vâng, một chiếc xe bản G đủ ạ. Và trên này thì các cái tấm chắn nắng rồi đấy, chức năng để đồ kính kiếc các thứ vẫn còn nguyên zin đấy, mà đèn đóm thì sáng láng luôn đấy. Và với cái giá thành chỉ có 300 triệu thì đây là một lựa chọn xứng tầm cho mọi người. À, bây giờ thì em khởi động luôn động cơ và cho mọi người xem là động cơ như nào nhá. Đấy. Đặc trưng của động cơ Innova đó là khởi động tiếng động cơ cũng khá là ồn, nhưng bù lại là máy đã chạy khỏe bốc và có thể là mình vọt ngay không phải nghĩ ngợi gì. Vâng, và động cơ về đến 800 vòng phút. Động cơ này thì tiêu thụ với mức nhiên liệu từ 8 đến 10 lít trên 100 cây thôi, nhưng mà đi thì quá khỏe rồi. Nếu full tải thì mình có thể chở được đến 8 đến 10 người. Nếu mà theo quy định pháp luật thì ta có thể là chở đến 10 người. Và đi thì quá là chuẩn rồi. Vâng, tapi sạch sẽ này. À, tablo, tablo cực kỳ sạch sẽ luôn. Chủ nhân cũ giữ gìn dã man luôn ạ. Vâng. Thôi em cứ để đây cho nó lay. Đấy mọi người nhìn nhá. Rất là sạch sẽ luôn. Em giờ đi đến khoang máy của chiếc xe. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Đầu tiên này em kể đến cái phần rằng.
Đấy, phần răng vẫn còn những cái dấu gân của xe luôn, gân nguyên bản luôn, không đâm va gì cả. Tiếp theo là phần đến lần nắp capo, mọi người có thể nhìn nhá. Nhưng phần nắp capo đeo chỉ đẹp luôn được quý vị các bạn vào. Mặc dù là cũ, nước sơn người ta không lau rửa nhiều, nhưng mà đây mọi người có thể nhìn đeo chỉ zin ở hai đường gân như thế này đấy. À, đấy, chưa chạy lại giờ đấy. Ốc áp zin luôn. Ở đây. Tiếp theo là cái phần bên này. Khung dầm này, mọi người có nhìn ạ. À, đấy. Máy móc khung gầm máy móc thì ok luôn. Đấy 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 đấy, mọi người nhìn nhá. Lỗ tròn đều này, tất cả các lỗ đều tròn hết. Rất là đều luôn. Đấy. Máy thì chạy cũng khá là ổn mà không có hiện tượng rung lắc bần bật luôn. À, đây là cụm phanh ABS an toàn như hai bánh trước này. Cụm trợ lái này. Rồi phanh bơm phanh chân không. Đấy, đầu trợ lái. Con này thì là bơm rồi, bơm dầu nhỉ, rất là đều bố trí rất là gọn gàng. Ắc quy thì cũng khá là mới rồi, máy thì chạy êm không rung bần bật luôn. Đó. Máy chạy rất là êm, chạy đều. Con này không phải nghĩ chuyện hơi thừa đâu quý vị ạ. Và em mở luôn cho mọi người. Ui nặng quá. Và thôi em mở này cũng được. Dầu mỡ thì thoải mái luôn, dầu mỡ thì ok, còn là hơi thừa không có. Riêng chiếc xe này bên em đảm bảo cho mọi người về việc hơi thừa. Con này nặng quá nên giờ thôi em. Úi giời, chả vặn nữa. Vâng, các bạn rất chặt luôn. Chặt như thế này thì quá là yên tâm rồi. Đó. Còn tất cả các cái lắp của Fuji vâng, đấy còn nguyên. Phần nước là kép nước làm mát ạ. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn xe zin luôn. Mà máy chạy rất là êm, máy đặc trưng của Toyota này, mọi người yên tâm. Vâng, chiếc xe khá là ổn, máy chạy chất là được. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.